Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VTC News Thưa quý vị, tiếp tục diễn biến tại vụ án Vạn Thịnh phát Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị ra ngoài Trong số đó, tòa nhà Sơ Út Residence được nhắc tới rất nhiều Đặc biệt, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa bà Trương Mỹ Lan và bà Đỗ Thị Nhàn Cùng cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra. Sherwood sure Residence là một trong những tòa khách sạn và căn hộ dịch vụ cao cấp tòa lạc ngay cạnh quận 1, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu 228 căn hộ và 12 căn hộ thông tầng cao cấp với cơ sở vật chất tiện nghi sang trọng. Trở lại với vụ án Phạm Thịnh Phát, Sherwood sure Residence là một trong số 60 tài sản được tuồn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB và chuyển về sở hữu của nhóm Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB còn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để làm rõ và Sherwood Resident được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10 năm 2017. Sherwood Resident cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ hộp giấy đựng tài liệu của bà Chu Duyệt Phấn, con gái bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Lời khai lái xe riêng của ông Chu Lập Cơ cho biết, người nhân viên tên Trần Văn Hùng được bà Trương Mỹ Lan ra quét dọn căn hộ 20i, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng và thu giữ hộp giấy đựng tài liệu cùng 190.000 đô la Mỹ. Kết luận điều tra cho thấy tiền rút ra khỏi SCB sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc pháp nhân ma rồi rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Ngay khi tiền mặt được rút ra, các bị can Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung gọi Bùi Văn Dũng lái xe của bà Trương Mỹ Lan đến ngân hàng để nhận tiền. Ông Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu đô la Mỹ, tương ứng 109.200 tỷ đồng về nhà cho bà Trương Mỹ Lan tại hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pasteur, quận 3, giao cho trợ lý của Lan là bà Trần Thị Hoàng Uyên hoặc về tập đoàn Vạn Thịnh Phát số 193 203 Trần Hưng Đạo hoặc giao hoặc đưa cho một số cá nhân. Kết quả điều tra xác minh còn ghi nhận trong số 1.284 khoản vay của nhóm bà Trương Mỹ Lan có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi, trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần, cao nhất lên đến 12 lần. Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260 trên 278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, hai bị cáo Hàn Ni và Sĩ đều là luật sư. Từ đây, nhiều thắc mắc về hệ quả pháp lý liên quan đến nghề luật sư sau khi bị kết án là gì? Về vấn đề này, theo luật sư Trịnh Văn Hiệp, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, điều 5, 10 Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 thì một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư là phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật và tiêu chuẩn luật sư phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Cạnh đó, điều 85 Luật Luật sư năm 2006 và Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định luật sư có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về luật sư. Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau. Khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng, xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư trong đó, luật sư thuộc trường hợp bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật luật sư quy định tại khoản 5, điều 42 điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Vì vậy, đối với luật sư bị cơ quan điều tra khởi tố bị can thì sẽ bị tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư, đình chỉ hành nghề theo điểm a khoản 1 điều 32, quyết định số 50/QĐ-HDLSTQ Ngày 8 tháng 3 năm 2013, về quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật của Hội đồng Luật sư toàn quốc và nếu sau đó họ đã bị tòa án xét xử và kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật thì ngoài việc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo y khoản 1 điều 18 của luật luật sư, còn đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật của luật luật sư. Về việc sau khi chấp hành xong bản án thì luật sư đó có thể hành nghề luật sư được hay không? Theo luật sư Hiệp, theo điểm D khoảng 4 điều 17 luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012, nếu một luật sư đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý hoặc đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, dù được xóa án tích cũng sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và đương nhiên không thể hành nghề luật sư. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Dự kiến, các bị cáo sẽ hầu tòa tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng 3 đến 29 tháng 4, phiên tòa kéo dài gần 2 tháng. Ở vụ án này, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB, bị truy tố về các tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, Bùi Anh Dũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng SCB. Năm 2013, ông Dũng giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Bến Thành. Năm 2018, giữ chức vụ phó tổng giám đốc SCB phụ trách khối doanh nghiệp. Cáo trạng xác định, do được ông Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB giới thiệu là người hiền lành, không quậy phá, nên từ tháng 12 năm 2020, ông Bùi Anh Dũng được bà Trương Mỹ Lan cất nhắc nên làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Làm việc dưới sự chỉ đạo của bà Trùm Trương Mỹ Lan, Ông Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là của Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với các khoản vay này, ông Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của ngân hàng SCB theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Thực tế các đơn vị tại ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn. Các khoản vay thực chất là rút tiền cho bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu core banking của ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là HSTT. Những khoản vay này được bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định. Ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ Tết, ông Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan ưu ái tặng cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, từ ngày 10 tháng 4 năm 2013 đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Số khoản vay này có tổng dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 209.101 tỷ đồng. Hành vi trên của ông Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 187.607 tỷ đồng từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Bùi Anh Dũng với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB đã ký 158 biên bản họp, phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị, 144 nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 203.203 ,203 tỷ đồng. Hành vi này của ông Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỷ đồng của ngân hàng SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh là 26.331 tỷ đồng. Khoảng 17 giờ 30 phút hôm 29 tháng 2, công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm Hà Nội nhận được trình báo của anh VCH 34 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn thể hiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra hàng bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, anh Hát có cầm theo một túi tiền, bên trong chứa 105.000 đô la Mỹ và để ở bên cạnh ghế ngồi. Sau khi mua hàng ở phố Hàng Bông, anh Hát tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau mới phát hiện túi tiền đã mất. Anh Hát đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã đến công an phường trình báo. Thiếu tá Trần Hồng Nhật, Phó trưởng Công an phường Hàng Gai đã chỉ đạo tổ cảnh sát hình sự do đại úy Hồ Trọng Nghĩa làm tổ trưởng, khẩn trương giả soát toàn bộ camera dọc tuyến anh hát đi qua. Qua đó xác định lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Số tiền lớn lại không rõ lai lịch người đã nhặt được. Ngay trong tối 29 tháng 2, chỉ huy công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả. Sáng mùng 1 tháng 3 năm 2024, với sự quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ. Cho đến 11 giờ cùng ngày, công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực ga Hà Nội nên đã tổ chức ra soát. Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội cuối cùng xác định người phụ nữ là chị NTM, 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là tiền âm phủ nên vấn đề trỏng chơ ở xe đạp. Chị M cũng đã bàn giao lại cho công an phường hàng gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh hát rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình tận tụy hết mình của cán bộ chiến sĩ công an phường cũng như sự tử tế, chất phác của chị M